Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Công viên Khủng long. Và hôm qua mình đã bàn tới cái kế hoạch là xây dựng một cái nơi để mình chuyên ấp trứng khủng long nè, rồi phân tích những cái mẫu hóa thạch khủng long. Và mình đã thực hiện nó rồi. Nói chung thì nó cũng không phải là một nơi gì hoành tráng lắm đâu, chỉ đơn giản là một căn phòng nó kín đáo hơn và nhỏ. Như có trục trặc thì mình sẽ xử lý gọn ở dưới khu vực này và không ảnh hưởng gì tới khu vực bên trên của mình hết. Mình chỉ mới đặt ở đây là những cái máy phân tích cũ của mình nè. Rồi ở đây là có một cái hệ thống hopper để nó hút đồ vô trong này. Nó sẽ gọn gàng hơn cho mình dễ dàng lấy đồ khi mà phân tích. Còn bên đây là chỗ ấp trứng khủng long như bình thường thôi. Và trong thời gian rảnh thì mình vẫn có chờ đợi để cho các nhóc khủng long lớn lên. Và cuối cùng thì gần như là hai nhóc khủng long hôm qua mình ấp trứng ấy đều đã lớn hết rồi. Và hình dạng thì cũng có một chút chuyển biến đó nha. Đây đây đây, coi nè, Parasaurolophus bây giờ trông rất là đẹp luôn. Cái sừng đã dài hơn rồi nè, và làn da thì cũng xanh hơn nữa chứ. Còn có mấy cái lằn sọc sọc ở trên lưng nữa. Wow, mình đánh giá đây là một trong những khủng long đẹp không kém gì Stegosaurus nha. Còn nhóc này ăn xong qua đây là ngủ tiếp rồi. Mà sao mình thấy có một điều rất là làm lạ là hình như Pachycephalosaurus sống về đêm hay sao ấy. Ban đêm mà không có chịu đi ngủ, vẫn chạy nhảy bình thường nè. Đó 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 đó, đi theo mình đó. Mình mở cửa cái là chạy theo mình chắc luôn. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Đấy, thầm cũng lòng xíu thôi. Giờ mình sẽ vô nhà để ngủ một giấc, rồi mình sẽ bắt đầu công việc trong ngày hôm nay. Bữa nay thì mình tính là mình sẽ đi khám phá địa ngục để coi coi dưới địa ngục nó có những cái mẫu hóa thạch nào đặc biệt hay không. Nhiều khi ở dưới cũng có hóa thạch khủng long thì sao. Và để xuống được địa ngục thì mình cần phải có một cái cánh cổng làm bằng hắc diệm thạch. Nhưng mà mình thì chỉ có đúng một cục à. Nên là bây giờ phải đi đào thêm hắc diệm thạch mới được. May là gần nhà mình nó cũng có cái hồ nhung nham nhỏ nhỏ nè. Mình sẽ qua đây đào cho nó tiện, đỡ phải đi xuống sâu dưới lòng đất làm gì cho mệt. Ok, mình sẽ đào hết cái mớ bên đây thôi. Được bao nhiêu đây? Ồ, 31 cục luôn. Ôi, nó còn có hóa thạch ở đây nữa nè. Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp. Còn về cánh cổng thì mình sẽ đặt ở đâu cho nó chắc cú nhất nhỉ? Mình sẽ đặt ở đây là đảm bảo chắc cú luôn. Đó chính là trên nóc nhà. Được không ta? Có kỳ quá không? Tự nhiên cái cánh cổng địa ngục mà mình đặt trên nóc nhà thì nhìn nó bị kỳ á. Nhưng mà không sao, model của mình là vậy mà. Đặt luôn. Rồi, xây nó bự bự xíu, mình cũng có dư hắc diệm thạch đấy. Rồi, sau đó thì kích hoạt nó lên bằng cái bật lửa của mình. Rồi, xong phin. Đi luôn nha. Mình còn thiếu gì không? Ok, hầu như mình đã có đầy đủ đồ hết rồi. Đi luôn cho nóng nào. Không biết là mình sẽ xuất hiện ở nơi nào bên địa ngục đây. Hy vọng là một nơi có vị trí tốt tốt một xíu. Đâu đây, đâu đây. Tốt thiệt. Vừa vào thì mình đã xuất hiện ngay cái chỗ pháo đài địa ngục luôn. Quá là may mắn đấy chứ. Hợp lý nha. Rồi rồi, giờ thì đi xuống thôi. Chuyến này đi thì mình cũng khá là tự tin vì mình đã tích góp được một cái được gọi là bùa kháng lửa rồi. Nên bây giờ nhỡ mà mình có bị cháy thì nó sẽ tự động dập tắt cho mình bằng cái bùa này. Và phải thật là cẩn thận trước những con quỷ lửa này nha. Còn chừng nó bắn trúng á, cũng dính mớ sát hơn ấy, không đồ đâu. Xương đen đồ nữa kìa. Bắn hết, bắn hết. Giờ thì nhìn xung quanh thử xem, coi nó có cái mẫu hóa thạch nào không. Đằng kia có con gác bự vậy. Oh my god. Xuống nào. Vô. Để xem. Lượm thêm que quỷ lửa nè. Sao chỗ này có nhiều xương đen canh gác vậy. Ây da. Căng vậy. Oh my god. Làm thêm que thôi. Mấy con gác nó hơi bị làm phiền đó nha. Khốn kiếp thiệt chứ. Được nước làm tới hả? Được nước làm tới hả nhóc? Nhịn hơi bị lâu rồi đấy. Nữa nè, lại xuất hiện nè. Hai con một lượt.
Trời đất ơi, nhiều dã man luôn ấy. Ủa mà con quỷ lửa này ngộ vậy? Con này con gì vậy? Ui nhìn nó lạ lắm. À ở đây có hẳn một cái spawner của con gát cơ mà. Bảo sao? Thôi mình nên né chỗ này ra đi, nguy hiểm quá đi. Bây giờ thì mình sẽ vô trong cái pháo đài này trước đi nha. Rồi mình hẳn sang những cái công trình gần đây sao. Từ từ khám phá. Nhiều công trình quá. Có một điều mình lấy làm lạ là cái pháo đài này mình đi cũng hai vòng rồi. À mình chưa thấy bất kỳ một cái rương nào hết. Ui thôi xong rồi, bị ốp sọt rồi. Dính độc quy đờ nữa chứ. Kỳ ta. Pháo đài thì rõ to luôn mà không thấy rương đâu hết. Nè đường cung ơi nè. Rồi luôn, hiểu vấn đề luôn. Như vậy thì cái pháo đài này hơi su cà na rồi. Ủa cái gì nó mới hút mình vậy? Ồ, đằng kia có con nhện hay sao? Ê, what the heck, nó làm phép hay là nó làm cái kỹ năng gì mà mình bị dính sát thương tại chỗ vậy? Ê, nó hút mình. Ôi, à, nguy hiểm vậy. Ê, con gì nó hút mình xuống nè. Có cái con nào nó hút mình xuống á. Ôi, nguy hiểm thiệt chứ. Ôi, cái gì vậy? Cái gì hút mình xuống ấy nhờ? Cấy thiệt. Đây, mình sẽ lượm đồ từ con nhện hai sao rơi ra. Nó cho mình một cái túi độc. À, mình có thể làm cái súng bắn tơ hay sao nè. Xịn vậy. Ồ, và thêm một quyển sách. Incendiary. Mà theo như cái khảo sát của mình nãy giờ đi dưới địa ngục thì mình thấy nó chủ yếu là có cái thạch anh thôi, chứ nó không có hóa thạch như mình nghĩ rồi. Ok. Nhưng mà được cái dưới này thì nó thường là sẽ có rất là nhiều công trình luôn. Chẳng hạn như dưới chân mình đang có thêm một công trình nữa nè. Để mình xuống mình thám thính tình hình thử coi. Coi như thế nào. Đằng kia nó còn có cái con gì mà nhìn thấy ghê vậy. Áo đen. Wow. Để mình qua đó mình coi thử. Con này là con gì? What the heck? Đây là cừu. What the? Người cừu. Có thể. À, trao đổi ha. Wow. Hơi bị bất ngờ nha. Nè, có rất là nhiều người cừu luôn nè. Thì ra địa ngục là nơi sinh sống của người cừu. Ok, biết thêm được một thứ mới lạ nữa rồi. Ok, giờ thì mình sẽ thử vô cái công trình này xem coi. Ê, cái gì? Oh my god. Ôi, nguy hiểm nha. Tí nữa thì toàn rồi. Mà hầu hết quái vật ở dưới địa ngục á thì nó có đều có thể gây được cái hiệu ứng cháy cho mình á. Căng rồi. Mình mà không có cái bùa kháng lửa nãy giờ chắc mình cũng toang mấy lần rồi đấy. Rồi, loot cái rương thử xem coi rương nó sẽ cho mình món đồ gì. Thuốc hồi phục à? Ok, cũng được. Rồi, cấp bách quá mình sẽ dùng. Ê, đồ xịn nha. Mình thấy đồ nó cho xịn á. Được này. Quần kim cương đồ các thứ. Ồ, nó còn cho mình cái dòng rất là tốt luôn, có tên là Archaeologist. Hình như cái dòng này á, mình có thể đào được nhiều hóa thạch hơn hay sao ấy. Đây còn thêm một cái rương nữa. Wow. Như vậy thì mình chỉ cần kiểu như làm liều một xíu thôi vô công trình này thì một hồi chắc là mình sẽ có rất là nhiều đồ xịn đấy. Cơ hội làm giàu của mình đây rồi. Có con mắt ma bên kia. Nguy hiểm á. Đập liền làm spawn mới được. Ok. Qua đây lấy rương nè. Hên là mấy con mắt ma nó bự quá, nó không chen vô mấy cái chỗ chật giống như vậy được. Cứ thế mà áp sát và đập làm spawn thôi. Tuy nhiên thì lâu lâu nó cũng có những cái rương hơi bèo nha. Chứ không phải rương nào cũng xịn đâu. Đời này có cái con một sao. À nhưng mà con này nó hiền. Nhìn thấy ghê thôi nhưng mà con này khá là hiền nè. Được á. Salamander Orange. Được. Nó có rương ở dưới dung nham nữa nè.
À, được quá ta. Vậy là nãy giờ mình nhặt cũng được một ít vàng rồi đó. Có gì một tí nữa mình trao đổi. Ô, vừa mới nói mình tính đi trao đổi với người cừu mà người cừu xuất hiện trong đây luôn nè. Ồ, nhưng mà người cừu thì cũng sẽ có nhiều màu giống như cừu ở trên thế giới thường của mình vậy á. Hồi nãy là mình gặp người cừu đen đúng không? Bây giờ còn gặp thêm người cừu đỏ nữa cơ. Wow, có khi nào một hồi mình gặp thêm cả người cừu hồng không? Dám lắm á. Ui, táo vàng cường hóa luôn. Dậu to rồi. Ôi cái rương nè, quần sửa chữa luôn, một cái gậy đánh bật lùi cực mạnh, trời, cánh cứng luôn nè. Wow, một cái kiếm hại lò chăn đốt cũng khá là xịn. Nhặt hết, bỏ túi hết. Bên đây thì, ồ, bên đây có cái kiếm mềm mại nè, lạ vậy ta. Một cái ủng sửa chữa luôn. Tốt quá nha. Kế bên nó cũng là một căn phòng có nhiều rương nữa nè. Ê, mà nó xuất hiện quá giật à. Chỉ cần chậm một bước thôi là nó xuất hiện liền mấy con mắt ma liền. Nguy hiểm quá. Mấy con này thấy vậy thôi chứ nó chỉ cần dồn mình vô góc hẹp á là xác định luôn ấy. Nên là cũng phải cẩn thận. Rồi dọn nó bớt đi, để cho an toàn hơn rồi mới lút gương được. À, gương này thì chỉ có đồ ăn thôi. Ồ, còn có bàn cường hóa nữa hả? Ok, lượm luôn. Tiết kiệm được vài viên kim cương khi mà chế tạo. Ồ, một cái rương giấu nè. À, rương này thì giấu dạng pha thuốc. Ok. Và mình sẽ test thử cái que mà nó cho coi. Còn cái que này đánh bật lùi cỡ nào. Mình thấy nó có dòng đánh bật lùi cấp độ 10 lần á. Đánh bật lùi dữ thế. Được đó nha, con nào mà láo tét với mình sẽ dùng cây gậy này, mình đánh đít nó. Cho nó biết như thế nào là lễ hội luôn. Hình như cái bùa kháng lửa của mình chính xác rồi, nó bị hư mất rồi. Ây da. Khó rồi nha. Nguy hiểm. Cẩn thận không mới được. Rồi khu vực này thì rương nó bắt đầu bèo lại rồi. Người heo đâu có đánh mình không vậy? Người heo màu cam kìa. Ôi như có đánh mình hay sao? À không đánh. Vậy thì tốt. Sao xuất hiện hoài vậy? Đi chỗ khác. Mình quýnh thanh niên nó văng cả khúc luôn kìa. Rồi, lướt rương thôi. À, căn phòng này vẫn là căn phòng chứa đồ xịn. Cũng thêm được ngọc lục bảo các thứ đâu nè. Táo vàng. Dưới đây có tới tận 2 cái rương giấu à. Nhưng mà cũng... Ôi, cái gì? Mình gặp Ripper đánh bom kìa. Trời, Ripper khủng bố. Này thì chơi khủng bố hả? Kỳ cục à. Con xương này nữa. Đi chỗ khác mà chơi. Cái gậy này đem đi cho anh khá là vui á. Như vậy thì sau khi rời khỏi cái công trình này á thì mình cũng có được một số lượng đồ kha khá mang về rồi. Tính ra chuyến đi này cũng bội thu phết đấy chứ. Sau khi trở về từ cái chuyến đi khám phá địa ngục thì công việc đầu tiên mình muốn làm đó chính là ghép cái quyển sách Archaeologist cấp độ 2 này vào cái cúp của mình. Và bây giờ thì mình có thể đào được những cái chỗ hóa thạch và nó rơi ra nhiều cái mẫu hóa thạch hơn hay sao ấy. Nó kiểu như dòng gia tài vậy. Nghe tôi là thấy khá là đã rồi. Nhưng mà mấy cái đồ của mình thì nó hư quá trời rồi. May quá, mình có đồ mới để thay luôn. Đây, đồ sửa chữa đàng hoàng nha. Cái quần thì mình sẽ ghép 2 cái lại với nhau để có được thêm dòng sửa chữa luôn. Còn áo thì hình như mình không có áo sửa chữa. Vậy phải bắt buộc là dùng kim cương để sửa nó lại rồi. Tại vì nó có dòng bảo vệ cấp độ 3 lận, cũng khá là tốt. Còn về nón thì sao? Nón mình không có nón mới. Thôi thì sửa nốt luôn. Này đi khám phá cũng có thêm kim cương mà, đầu tư một tí. Và trước khi bắt đầu cái chuyến đi đào hóa thạch ngày hôm nay thì mình muốn dời khủng long qua cái nơi ở mới quá đi. Bữa nay thì chắc mình sẽ dời
Em này, qua bên cái nợ mới đi nha. Đây, đi thôi. Mình mở cổng ra trước mình mới dời ra được. Rồi. Để coi em có tự mò qua nơi ở mới không nha. Hay là em đi khám phá xung quanh đây. Wow. Coi kìa. Hình như kiểu đang bỡ ngỡ hay sao á. Ôi, còn biện rịn mấy người anh em cũ trong nơi ở à. À, chắc không muốn đi rồi. Ồ, tính ra nhóc khủng long này sống cũng tình cảm phết. Thôi được rồi, không dời nữa. Vì tất cả các loài khủng long á đều ăn cỏ chung với nhau á, nên là kiểu không có sự kiểu như là tranh chấp gì hết. Đấy, tất cả loài khủng long đều sống rất là hòa thuận ở trong này nè. Tuy nhiên thì mức độ ăn thì hơi dữ nha. Cỏ mình trồng liên tục mà vẫn không đủ cho khủng long ăn ấy. Hình như là khủng long thích ăn cỏ ngoài tự nhiên hơn là cỏ trong cái máy này hay sao ấy. Mình thấy vậy. À quên, còn về phần khủng long bay đúng rồi. Oh no, oh no. Quên nữa, quên phần khủng long bay. Mình phải qua cho khủng long bay ăn. Bữa nay mình quên cho khủng long bay ăn rồi. Không biết em có sao không nữa. Rồi khủng long bay ơi. Ở đây đây đây. Mày thế. Mình chỉ lo là khủng long bay nè bị mất máu nè. À mình tệ quá. Trời ơi, nuôi nhỏ xong để nhỏ bị đói à. Rồi rồi rồi, khủng long bay đã no nè. Cái giờ chắc là no bụng bay được rồi đó. Tại bảo sao bữa nay không thấy bay nữa. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ gán kiếm thêm một cái loài nào đó kiểu như bay bay để ở chung với khủng long bay cho đỡ buồn nha. Coi nào có loài nào bay không ta. Không, trong đây toàn là loài đi bộ mà. Tạm thời thì chắc vẫn cho thằng lằn bay ở một mình đi ha. Chứ không có loài nào kiểu tương thích với thằng lằn bay rồi. Ồ, ở đây mình có tới hai cái DNA của Gallimimus luôn. Được một cặp á ta. Ê, được được được. Chắc bữa nay mình sẽ hồi sinh Gallimimus kèm theo đó là Spinosaurus đi. Hợp lý nha. Rồi mình sẽ cho vô cái nơi ở mới này. Rồi rồi, tới công chuyện thôi. Cho DNA của hai loài này vào. Ô, hình như mình còn thiếu. Đó chính là Biogu. Đây, mình còn Biogu ở trên này nè. Có liền Biogu thôi. Cho vào. Rồi, và đứng đây chờ đợi thôi. À, và sẽ chắc nhiều bạn thắc mắc đây là cái hóa thạch gì đúng không? Đây là hóa thạch kiểu như mình còn dư ở trong cái rương nè. Hóa thạch của những cái loài không biết có phải là thuộc kỹ băng hà hay không. Đâu ta? Đây nè, mấy cái hóa thạch mà đen đen này nè. Đó, mình đặt xuống thì bất ngờ thay lại ra cái loài này. Cái này là loài hươu hay sao, nhưng mà cái cặp gạc của nó thì rất là đẹp nhá. Wow, nhìn thích ghê luôn. Nên là chắc trong những cái chuyến đi đào hóa thạch sắp tới, mình mong là với cái dòng mình mới ép vào thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ gặp những cái hóa thạch này hơn nha. Mình mà hồi sinh được mấy cái loại này thì có thể nói là cực kỳ đã luôn á. Ồ, quay. Mình nghe tiếng phù thủy. Mụ ta núp ở dưới này. Trời ơi, núp ở dưới này cho độ một mình. Trời đất, nguy hiểm chưa. Ok, dẹp lọn ở dưới này mới được. Không để tắc quái dưới này. Ồ, nó còn hóa thạch luôn. Để mình test thử coi cái dòng mới này nó có đào ra nhiều hơn hay không. Đào một lượt một. Ồ, hình như cho nhiều hơn thiệt. Cho cả đống relic scrap nữa. Ôi không. Rồi. Trời đất, chuyện gì tới cũng đã tới rồi. Một cái mẫu DNA của mình trong quá trình hồi sinh đã thất bại. Tạo ra cái con này nhìn thấy ghê quá nè. Yêu. Đó chính là lý do mà mình nên thay đổi cái nơi ấp xuống đây đấy. Mà mấy cái này khi mình đập ra thì nó có rơi ra gì không ta? Không biết, mình giùm cúp. À, nó có rơi ra bóng chất nhờn. Ý. cũng hay. Nhưng mà mình lại mất đi một cái máy ấp trứng rồi. Trời đất ơi. Thì cái tình nó mất thêm một cái Biogu nữa chứ. Thôi không sao, giờ mình cho thêm một cái Biogu mới thôi.
Nhưng mà được cái con đó nó sẽ rơi ra cho mình cái miếng này. Và một miếng này thì mình làm được tới tận là 4 cái Biogu lận. Tính ra mình cũng có lời chứ mình đâu có lỗ đâu. Mình mất 2 nhưng mà mình có lại được 4 lận. Nói chung ví dụ này cũng lời á. Nói là làm liền. Bây giờ mình sẽ bắt sữa bò 1 cái để mình làm Biogu luôn. Đang tàn 4 cái nha. Và cắt vào trong lại thôi. Tiếp tục xuống dưới canh chừng nè. Nãy giờ có vẻ là Gallimimus đang up rất là ok la nè. Không có trục chặt gì hết. Còn cái Spinosaurus này mình cũng hên xui lắm. Tại vì có vẻ cái lò này up hơi khó nè. A few moments later. Ê. Yay, Gallimimus của mình đã up xong rồi. Còn Spinosaurus mình cứ để cho nó up ở dưới này đi. Trong lúc này là mình sẽ lên trên và đem 2 quả trứng Gallimimus cho vào cái chuồng này. Ôi. Sáng cho bây giờ mình không cho đâu. Con Ripper nó chặn đường mình rồi. Okay. Chỗ của mình mà còn hơn chỗ của mấy cái con đó nữa. Tối ngày nó chặn đường mình. Nó gình mò mình không à. Ui. Lại là con xương 3 sao. Chính nó. Hôm bữa nó dí mình chạy muốn tuột quần luôn. Bữa nay mình không chạy nữa đâu. Vô 500 hiệp nè. Ây da. Ui Ripper. Trời đất con Ripper. Ê, sao nó mạnh vậy? Ôi, ây. Mình có cách. Mình có cây cung mà, sợ gì? Mình sẽ bắn tầm xa. Không đánh gần được thì mình sẽ đánh tầm xa. Ôi, thôi. Từ. Em không cần ra đâu, chó sói. À mà được, quên nữa ta. Xương là sẽ sợ chó sói mà. Đúng. Mình có... Ê, này thì hổ báo cáo trộm. Lên nào chó sói, tấn công ăn. Đi, let's go. Mình có chó sói bảo kê mà. Ngươi lại đây. Ngươi có ngon lại đây. Vô. Có ngon lại đây. À, dám đánh chó sói mình hả? Phù máu như người luôn. Ây da, chó sói mình mắc kẹt như thế nào. Người cuối này. Người đánh ta thì được, đánh chó sói ta là người tới số. Chạy đi đâu? Đứng lại. Đâu rồi, đâu rồi. Này thì 3 sao hả? Quất luôn. Dí nó em, đúng rồi. Giỡn mặt. Ê. Con này nó chạy nhanh quá. Nó sở hữu siêu tốc độ ấy nên là. Ồ, chó sói mình ổn không vậy? Ăn vô chó sói. Rồi, chó sói đầy máu rồi. Quýnh nó bể giáp luôn rồi. Tiếp tục. Chạy hổ. Ăn vô. Mình nên búp máu cho chó sói liên tục nha. Tại vì con này có dòng gai đấy. Rồi, ăn vô đi chó sói. Tiếp tục dí nó. Người phải chạy á. Hôm bữa người đánh ta hả gì? Cắn nó chó sói. Dí nó. Này thì xương 3 sao. Mình và chó sói đã trả thù được cái con xương mà lúc trước nó dí mình chạy sắp mặt ở dưới hàng ấy. Đấy. Cái giá phải trả cho việc láo tét đấy. Ồ, nhưng mà đồng thời hồi nãy khá là nguy hiểm luôn. Có một con Ripper nó nổ ngay đây nè. Một lỗ tì quầy luôn. Thôi kệ nó đi. Giờ mình vô đây mình ấp trứng khủng long trước cái đã. Đi vô. Mình sẽ ấp 2 trứng Gallimimus ở trên cái gò đá này luôn. Để coi quá trình diễn ra chưa ha. Ok. Vào việc rồi đó. Hay. Đóng cửa lại quên nữa. Đóng cửa. Kẻo lại có vài con Ripper vô văn quá. Nó chui vô đây nó nổ hư trứng của mình thì toan mất. Đây nhất là con đó. Ghét ghê luôn á. Rồi. Chuẩn bị nào. Chuẩn bị chào đón 2 thành viên mới trong cái inner ở này nào. Hồi hộp quá không biết là có đủ một cặp đực và cái hay không đây. Ồ. Nở rồi. Ê. Được một cặp luôn. Ồ nhưng mà. Ồ được. Gallimimus ăn cả thực vật và động vật nha. Những động vật nhỏ như là thịt thỏ nè. Thỏ cừu đó. Là Gallimimus sẽ ăn được luôn. Wow. Như vậy là bò là Gallimimus không ăn đúng không? Nè. Gallimimus rồi. Nè. À mà quên. Giờ em có chút xíu mà sao mà nhét vừa con bò vô bụng được. Quên mất. Ơ, nhưng mà mình vẫn có thể đút thịt bò cho Gallimimus ăn được nè.
Và để thuần phục được thì chắc mình phải cho ăn nhiều hơn á. Đâu, mình còn 20 mấy miếng thịt bò là mình cho lớn luôn, cho Galimimus ăn hết luôn. Cái gì đây? Thằng thần ơi, ăn dữ vậy? What the heck, ăn hết thịt bò mình luôn mà không chịu thuần phục kìa. Oh no, mình bị Galimimus bẹp rồi. Gồi luôn, nhịn đói luôn. Mình bị một nhóc khủng long dụ hết thịt bò rồi. Chết tiệt tiệt. Ờ, chó sói ngồi ở đây đi. Để mình coi coi mình còn thịt bò trong rương không. Rồi, còn có mấy miếng à. Cay thế nhờ. Bây giờ mình sẽ phục thù mới được. Mình không thể để hai nhóc khủng long đó bịp như vậy. Lần này mình sẽ quyết tâm là ha, cho ăn tới khi nào mà chịu thuần phục thì thôi. Đâu rồi, đứng lại. Chạy đi đâu, định ăn xong chạy à? Chạy đi đâu cưng? Đây là nhóc cái. Còn đây là... Ôi, mình có hai Galimimus toàn là cái thôi. Vậy thì không có đẻ được về sao rồi? Ồ, su vậy. Ê, thuần phục thành công rồi. Đã nha, mình đã thuần phục được một Galimimus rồi. Còn nhóc bên này. Chịu đi mà, chịu đi mà. Nhóc kia chịu rồi, cưng cũng chịu luôn đi. Chịu đi, chịu đi. Chịu đi. Chịu nha. Đừng có chạy, cho ăn mà. Cho ăn mà còn hơn mình. Mình làm gì nữa, chạy trốn bên này. Nghiện mà còn ngại nữa. Khoái muốn xỉu mà bày đặt chạy nữa chứ. Mày đây, miếng thịt cuối cùng. Vậy là mình đã thành công thuần phục được hai nhóc này rồi. Và mình sẽ test khả năng chiến đấu coi. Coi hai nhóc này có bảo vệ mình không. Ê, anh bị đánh nè. Help me. Ồ. Hình như Galimimus còn nhỏ quá nên không có hỗ trợ mình trong việc chiến đấu rồi. Ra là vậy. Vậy chắc phải đợi cho Galimimus lớn hơn một tí nữa thì mới biết được khả năng chiến đấu như thế nào. Nhưng mà nói chung hôm nay thì mình có được hai nhóc khủng long này thì cũng khá là ok rồi. Nhưng mà chắc sắp tới mình cũng không có dám nuôi thêm khủng long khác ở trong cái nơi này quá. Tại vì mình lo là Galimimus ví dụ mà lớn lên ấy sẽ đổi tính rồi tấn công những loài khủng long khác thì sao. Cũng nguy hiểm phết đấy. Còn dưới cái chỗ nghiên cứu của mình thì cái trứng của... Ê! Spinosaurus cũng đã ấp xong rồi. Ồ, lần này thì hết bị lỗi rồi nha. Ồ, mình được cái thành tựu gì cơ? Nửa dịch. Nửa... cá sấu. Ồ. Cái loài khủng long này là nửa vịt nửa cá sấu hả? Phải không? Đâu, loài khủng long này thì đặc biệt một xíu. Mình sẽ ấp ở trong nhà mình. Có phải là nửa dịch nửa cá sấu không nha? Tò mò đó. Chắc mình sẽ up nốt cái trứng này rồi mới lên đường đi khám phá được ấy. Ê, sao một hồi đánh trống cổ vũ thì bây giờ trứng của Spinosaurus sắp nở rồi. Nở đi. Để coi. Nở rồi. Wow, đây chính là Spinosaurus nè. Nhìn rất là kháu khỉnh luôn. Để coi Spinosaurus sẽ là một loài ăn thịt nha. Cắn rồi. Nhưng mà may quá, mình ấp ở trong này. Nên là sẽ không lo Spinosaurus đi lung tung đâu. Và chắc để an toàn hơn ấy thì mình sẽ tạm thời để Spinosaurus ở dưới này nha. Chịu khó đi, mai mốt anh có nhiều nguyên vật liệu hơn rồi anh xây cho cưng cái nơi ở riêng chứ bây giờ. Để chung mấy loài khủng long khác rồi lỡ lớn lên thì ăn thịt người ta làm sao. Thông cảm nha. Wow. Nha, tạm thời mình sẽ cho Spinosaurus ăn một ít cái đó. Tại chắc ẻm cũng đang đói á. Ôi coi cái chuỗi thức ăn của ẻm nè. Trời ơi, quá trời thịt luôn. Và đây là Spinosaurus cái nữa. Kiểu như có bữa thì mình toàn là hồi sinh được khủng long đực. Có bữa thì toàn là khủng long cái thôi. Ít khi nào mà mình kiểu vừa được cả đực và cái lắm luôn.
Xu thiệt chứ. Thôi bây giờ thì chắc mình thật sự lên đường rồi nè. Để mình tìm thêm hóa thạch thôi. Hôm nay có cây cúp mới nên là cũng rất là muốn đi đạo thêm hóa thạch khủng long ấy. Ồ, hình như nó chỉ tăng cái tỷ lệ release scrap hay sao ta. Ồ, có gì đó sai sai rồi. Hình như cái dòng này nó tăng cái release scrap thôi. Hóa thạch thì mỗi lần đào nó cũng chỉ ra cho mình một thôi à. Là mình mừng hộp rồi. Hình như phải có cái dòng ba le to logic hay sao ấy thì mới tăng cái hóa thạch lên được. Rồi luôn. Hiểu vấn đề luôn. Làm nãy giờ hí ha hí hửng kiểu mừng hộp rồi. À, nhưng mà không sao. Cái release scrap này thì nó cũng sẽ giúp ích cho mình khá là nhiều trong cái việc mình sửa chữa những cái đồ cổ xưa á. Nên là có nhiều cũng tốt. Nhưng mà nhiều quá thì cũng không được nha. Mình cũng cần hóa thạch chứ bộ. Gì mà quá là chênh lệch luôn. 34 cái release scrap mà được có 4 cái hóa thạch à. Oh no. Oh, ý, mình còn đào ra được một cái nón cổ xưa bị vỡ. Oh, mình có bán được mấy cái release scrap không ta? Anh bạn này không có đổi với mình. Tiếc thế. Bây giờ ai mua release scrap không, mình bán luôn nè. Bán giá rẻ thôi. Thiệt luôn á. Chứ giờ mình nhiều lắm rồi. Ồ, ở đây có nước gì vậy? Ui, 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 ui. Ui, no, 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 no. Ow. Chết rồi, chết rồi. Mình lọt vô cái gì rồi? Đây là... À, đây là... cái gì ta? Nhựa. Nhựa hay dầu gì đó. Đen thui thui lui à. À, cái này mình có thể đổi ra mấy cái hộp. Và mấy cái hộp này có thể làm được slam. Còn làm được cái... cái culture vat gì nữa nè. Cũng nhiều công dụng phết. Ừ, cái chỗ này chắc mình sẽ đánh dấu lại á. Mà thôi, chuyến đi này mặc dù hơi thất bại trong việc tìm hóa thạch, nhưng mà ít ra mình cũng tìm được một cái nón cổ xưa. Bây giờ mình sẽ về nhà để mình dùng chính những cái relic scrap mà mình đào được trong ngày hôm nay, mình sửa nó lại luôn. Mình lại có thêm một cái nón để đội khi mà đi khám phá rồi. Quá đã. Đầu tiên là cho cái nón vào. Tiếp theo là đợi cho relic scrap nó sửa lại thôi. Cho nhiều nhiều vô luôn đi. Yes. Giờ mình kiểu đại gia relic scrap rồi. Dăm ba mấy cái này. Kiểu nói gì để tự an ủi thôi chứ thật ra là cũng buồn húi ruột luôn á. Kiểu công tịnh ngồi công xương sống đào mà toàn là được á. Relic scrap hóa thạch không có được bao nhiêu hết á. Mặc dù mình có hơi ít hóa thạch nhưng mà mình cũng sẽ ngồi phân tích thôi. Biết đâu bất ngờ. Tuy ít mà chất lượng thì sao, toàn là ra được những cái DNA mới thì gọi là bá cháy luôn. Ui giời ơi đấy. Mình quan trọng chất lượng hơn thôi. Ha, mình đã được một DNA của Therizinosaurus. Một loài khủng long mới nha. Còn bên đây thì cái nón cũng đã sửa được phân nửa rồi nè. Đợi xíu cho nó sửa xong rồi mình sẽ đội lên thử coi coi có đẹp hay không nhá. Chuẩn bị. Chiếc nón cổ xưa sắp được sửa thành công. Và đây, xong rồi. Mình đã sửa thành công cái nón cổ xưa và đội vào thử coi. Ồ, đây là chiếc nón hình sói nha. Wow, trông cũng đẹp phết kìa. Ồ, cái này một full set chắc là sẽ đẹp lắm. Phải chi mình còn cây kiếm cổ xưa thì hay biết mấy, nó sẽ chung với cái set nón này nè. Ồ, và mình còn có cái kiểu như là hình cái răng nanh ở phía trên kìa. Ngầu ghê thiệt chứ. À, nói chung thì trong ngày hôm nay mình cũng khá là may mắn khi mà mình có được một loài khủng long rất là đẹp nha. Đó chính là Spinosaurus. Tuy nhiên thì hiện tại thì em đang sống ở dưới cái chỗ nghiên cứu của mình. Cũng hơi tội nghiệp. Mình không thể làm liều và thả rong Spinosaurus ra ngoài được. Ngoài ra thì mình còn thuần phục được thêm hai nhóc Gallimimus. Cũng khá là kháo khỉnh. Trong tương lai thì chắc mình sẽ gán đợi cho hai loài này lớn lên. Hai nhóc này lớn lên coi coi sẽ
có những thay đổi như thế nào về diện mạo nha. Mình cũng khá là tò mò. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày đi khai quật hóa thạch may mắn hơn. Chứ bữa nay là mình khai quật hơi ít á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.